Hộp keo sử dụng xong đầy muỗi và lăng quăng, thùng xốp và những rác thải nhựa trở thành điểm nguy cơ. Tại những khu vực dân cư có nhiều bãi phế liệu như thế này là những điểm nguy cơ tồn tại lăng quăng gây sốt xuất huyết. Và như quý vị có thể thấy thì khu vực này có một cái tủ bỏ không mà khi mưa xuống thì sẽ chứa một cái lượng nước. Và đây, rất nhiều lăng quăng có ở cái khu vực này. Nhiều gia đình không nghĩ những vật dụng như thế này là mầm mống chứa lăng quăng gây bệnh. Em chỉ dọn dẹp ở trong thôi, cái này là để dành cho cô đó thôi à. Cho nên bữa giờ cũng quên dọn. Và không phải gia đình nào cũng hợp tác cho phép phun thuốc diệt muỗi. Nhà mà có ca bệnh đó, thì người ta rất mong muốn vào phun. Nhưng nhà không có ca bệnh nằm trong ổ dịch thì người ta lại không cho vào phun. Thậm chí là khi chúng tôi thông báo là tới ngày giờ đó sẽ tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trong cái ổ dịch đó, thì cái thông báo của mình vô tình lại trở thành một cái thông báo cho người ta đóng cửa. Khó khăn công tác dự phòng. Trong khi đó, nguy cơ tử vong do sốt xuất huyết vẫn báo động khi số ca mắc nhiều. Người dân không phải ai cũng nắm bắt hết các dấu hiệu của sốt xuất huyết. Cứ nghĩ là sốt thường thôi, mình uống tới 3 ngày, ngày thứ tư là nó ói. Vô liền thì cô đây là bác sĩ là truyền dịch xong rồi bắt đầu là thở liền, thở xì. Chủ quan từ phòng bệnh đến chữa bệnh, các khẩu hiệu như không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết, các ca tử vong do sốt xuất huyết dường như vẫn chưa thực sự thấm đến từng hộ gia đình. Trong khi dịch bệnh vẫn còn đang có nguy cơ lan rộng và bùng phát ra cả cộng đồng.